Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị, và hôm nay chia sẻ cùng quý cô chú mình bình lộc mai mình trồng xuống đất được 3 mùa nha quý cô chú ha. Tính từ cái ngày mà mình đan thành cái bình luôn là 3 mùa nha quý cô chú anh chị. Còn mình trồng xuống đất này thì tầm khoảng được mùa rưỡi ha quý cô chú. Ủa cái cây đó nè, cái cây mình cây mai quấn rễ á, mà bây giờ là nó bự cỡ bự hơn ngón cái em luôn rồi quý cô chú anh chị nha. Cái củ cây nào cũng có củ đế hết. À, nó dính hết trơn rồi biết cô chú anh chị. À, mấy cái này là dính hết trơn luôn á. Ôi nó dính như nhìn cái bình dễ thương lắm cô chú, nhưng mà cây này là tết này cho bông là ngon lành luôn rồi cô chú anh chị. Bình lộc mai mà mình trồng xuống đất á, được càng về lâu là nó càng dính lại, cái này nó dính lại à nè. Là mình tới nữa mình sẽ cắt cái cọng dây này ra nè quý cô chú anh chị. Thì như một cái bình nó liền lạc luôn ha. Gốc là nó bự bự hết trơn rồi quý cô chú anh chị. Mai con quấn rễ nha. Cô chú anh chị mình mua mà 1-2 cặp á, mình chơi tết xong mình trồng xuống đất á, thì mình sẽ nó liền lạc cái bình như thế này, nhìn rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Hôm nay thì em chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình cái bình lọc mai với lại hồ lô á, sau 1 năm thì nó sẽ như thế nào nha. Hôm bữa thì em có mua một cặp là 2 mẫu, một cái mẫu là thỏi vàng á cô chú anh chị, và với một cái mẫu là hồ lô. Thì em mua cái loại này là loại trung thôi. Dạ, loại trung nhỏ gọn đi vừa thôi cả nhà. Em trồng ngoài vườn tầm khoảng 1 năm, bữa nay em thấy nó liền, nó có vẻ như liền rồi, nên là em quay chia sẻ cho cả nhà ha. Đó, em trồng mà không có chăm sóc á, cho nên là với mấy cái phân này nè, nó bị tróc hết trơn này cả nhà. Loại rễ ha. Đó. Cái thân thì nó cũng nhỏ thôi cô chú anh chị. Nó nhỏ hơn ống út của em á, thân thì cỡ bằng cây bút bi á. Mấy cái này được quấn rễ hết trơn luôn nha. Thì em nuôi tầm khoảng em trồng cái này á, tầm khoảng 1 năm á thì em thấy nó liền hết trơn. Mấy cái thì hồi nãy em có cắt trước á cả nhà. Đó, em cắt trước thì em thấy cái chỗ này nó liền nên em quay chia sẻ cho cả nhà ha. Tầm khoảng 1 năm á, đây trời bứt ra nè. 1 năm á thì em thấy nó bị siết dây quá trời luôn nè. Dạ. Bị siết dây á nên là em sẽ cắt, nhưng mà em sẽ không có gỡ ra luôn. Thì em cắt em vừa mới cắt thôi. Dạ. Thì em sẽ giữ lại cái nào mà liền á thì em sẽ tháo ra. Như cái này nè, khi mà em cắt ra rồi em thấy nó vẫn chưa có liền, nên là em giữ cái dây rút này lại á, để nó định hình nó, mình biết xíu nữa mình sẽ gịch lại cọng dây mới. Như cái chỗ này nè cả nhà. Đó, nó bị khuyết nè, nó bị khuyết dây là nó đã liền rồi đó. À, như chỗ này nó cũng bị quyết dây liền, em tháo ra rồi nè. Tầm khoảng 1 năm á là nó đã liền lại, nó cũng rất là dễ liền luôn ha. Mà em thấy cái mẫu này cũng dễ thương á. Cái mẫu này nó cũng phong thủy mà cũng dễ thương á. Chiều cao thì cũng tầm khoảng có một gan tay của mình thôi á cô chú anh chị. Đi ngang cũng có gan tay thôi ha. Thổi vàng nó cũng phong thủy á với cô chú. Cái này thì tầm khoảng 24 cây ha. Dạ 24 cây. Cái mẫu này cũng khá là lạ mà cũng dễ thương nha. Nhưng mà tết nay thì em nghĩ là nó sẽ có bông á. Tại vì nó già lắm á. Hồi năm rồi nó có khoảng 1-2 cái bông thôi, mà năm nay em nghĩ nó có bông á, thấy nó dài. Cái phần trên này nè, em hồi nãy em vội á, em cắt luôn. Nhưng mà trên này thì nó chưa có dính lại nha. Xíu nữa mình sẽ lấy cái cọng dây rút em gịch lại như thế này nè. Thì càng về lâu về dài nó, cái phần này nó cũng liền lại hết. Dạ. Còn là mấy bên này nó liền ngày nào với cô chú anh chị. À. Tầm khoảng 1 năm là mình cái này nó liền rồi hết trơn rồi ha. À, mấy cái chỗ này nó cũng liền rồi nè. Còn mấy cái chỗ nào mà em lỡ cắt dây rồi mà nó chưa có liền thì xíu nữa mình sẽ rút lại. Cái mẫu này cũng phong thủy á, mình sang vô chậu đẹp đẹp mình trưng tết cũng dễ thương á cô chú anh chị. Em mua cái cặp này thì chưa tới 2 triệu ha. Em mua cặp này thì chưa tới 2 triệu. Mà em thấy cái mẫu nó cũng lạ lạ dễ thương, với lại nó cũng không có, nó nhỏ gọn á cô chú anh chị. Mình cũng dễ chăm á, không có chiếm diện tích. Chỗ này nó liền rồi à. Chỗ này nó cũng khuyết dây nó cũng liền rồi nè cô chú anh chị.
Cái này cũng liền rồi, em mới cắt ra nè. Loại này thì em mua anh thấy em chăm cũng dễ á cô chú. Chỗ này nó cũng liền rồi nè. Nếu mà mình để lên chậu mình chơi không thì mình trồng xuống đất thì cái phần này nó liền nó như một cái bình mà nó dính lại với nhau hết trơn á cô chú anh chị. Sau này nó mình càng nuôi càng lớn thì nó liền lại với nhau ha. Hôm bữa nó cũng mọc tụt tùm tùm hết trơn, em mới lặt ra nhìn cho bình nó thoáng nó trống á. Thì em nghĩ con cây này tết này cũng có bông ok, bông thì trồng khoảng 5-6 cánh thôi cô chú anh chị. Mà tại vì em thấy cái bình này cũng dễ thương, cái mẫu này cũng ok. Là cô chú anh chị mình có mua cái loại bình này thì mình trồng cứ để trồng bình thường tự nhiên thôi ha. Ở đây thì em chỉ tưới kích rễ thôi, không có sử dụng phân bón gì trơn á cô chú anh chị. Mấy cái này nó đã liền rồi nè, xíu em sẽ cắt ra, nãy em cắt xót chỗ này nè. Khi mà mình trồng tầm khoảng 1 năm mình để ý thấy nó bị khuyết da. Nó bị khuyết da là nó đã liền lại rồi đó ạ. Khuyết da đã liền mình sẽ cắt bỏ, nếu mà mình không cắt á nó có cái ngấn nó bị khuyết lại nhìn nó xấu lắm. Lúc em mua cái cặp này thì chưa tới 2 triệu, nhưng mà em thấy là lạ cũng dễ thương, dễ chăm luôn á. Di chuyển nó bị chốc hết trơn. Nhưng mà cái loại này thì mình trồng một thời gian thì nó sẽ, em thấy nó có chết một vài cây á. Nhưng mà nó liền á. Mà chỉ cần tưới kích rễ thôi, không cần tưới gì nhiều đâu. Em thấy cũng dễ chăm lắm luôn á. Chỗ này nó liền rồi nè của chú anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem clip chia sẻ hôm nay của em ha. Chúc quý cô chú mình có một ngày làm việc thật là vui ạ.